chảy cứ chảy rình rình miết thì nó sẽ qua ống xả tràng nó. Thì khi mà qua ống xả tràng thì nó chảy chảy cổ chảy xuống bồn cầu của mình liên tục như vậy. Tại mục đích của nó, ống xả tràng là để trường hợp cái này nó phao là hư thì nó luôn sẽ tràn. Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một cách mà khắc phục cái lỗi vòng cầu của nhà mình mọi người ha. Đây, cái lỗi vòng cầu cho mình luôn chảy nước nè, chảy liên tục đó, nó chảy nhỏ nhỏ, có nhiều nơi thì nhiều cái nó chảy nhỏ, còn như cái vòng cầu nhà mình là chảy rất lớn rồi mọi người thấy không đó. Thì tuy rằng cái van của nó là nó vẫn đóng đó mọi người ha, đây cái van nó vẫn đóng nè mọi người thấy không, cái van nó vẫn đóng nè, nó vẫn nhảy lên trên nè đó, nhưng mà nó vẫn vẫn chảy đó. Cái lý do tại sao mà nó vẫn chảy thì đây mình chỉ cho mọi người thấy luôn, tại vì cái đây nè nó đóng không hết nè, nó đóng không hết thì dẫn tới nước nó tràn qua cái lỗ này nè, thấy không, đây đây thì nước nó tràn vào cái lỗ này, nước tràn vào cái lỗ này thì từ cái lỗ này nó sẽ thoát nước xuống đó, do cái này đóng không hết nè đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một cách khắc phục đơn giản nhất. Mình cần khắc phục cái lỗi này để mình chống cho nó chảy nước khi nào mình có điều kiện mình đi mua thì nó đỡ tốn nước cho mình thôi mọi người ha. Rồi trước tiên là mình phải đóng qua lại, rồi mình đóng cái khóa cái van lại, khóa cái van lại, và mình sẽ mở cái này ra, mình mở ra để mình xử lý nó. Đây bây giờ mình tháo ra nè mọi người ơi, đây tháo ra nè đó, mình tháo cái này nó phao nè, nó đóng mở nè mọi người không, đó đó này đóng mở nè, đó đóng mở. Thì ở trong này, ở cái trong này thì nó có một cái con chốt đóng mở nè, để mọi người vào nghe đây. Đây mình thấy không, đây nè chốt nè, cái con chốt đó là đây. Thì mục đích của nó là gì đây, thì hãy đóng cái này lại nè, thì đây có lỗ là lỗ thông nước nè, nước nó vào vào đây, nước nước nó vào đây nè mọi người, nước nó vào đây thì nó lên tới lỗ đây nè, lỗ nhỏ đây nè. Thì cái mục đích này, cái này nằm đây thì nó nằm đây nằm vậy ha, đây này nó nằm trong đây nè, rồi lên tới đây đó, lên đây thì thằng này đóng này, đóng này thì thằng này đó hạ xuống, hạ thằng này xuống nè đúng không, hạ này xuống thì nó để cái lỗ này, để cái lỗ này thì biến kín, cái lỗ này sẽ kín lại đó đó. Rồi thì một số cái á mà nó bị dơ, nó bị dơ nè, nó bị nước nó đóng cặn ở đây thì nó sẽ kênh lỗ, kênh cái này đi thì nó sẽ rỉ nước đóng không hết, nó có lỗ bị lỗ hở thì đóng hết thì nó sẽ chảy nước nhỏ nhỏ nhỏ, thì nhỏ nhỏ chảy nước nhỏ thì nó sẽ dẫn đến cái nước kia nó trào qua, nó liên tục lại liên tục chảy thì nó sẽ trào ra, thì có lối thoát thì nó sẽ chảy ra ngoài đó vậy thôi đó. Thì nguyên tắc của nó lên phao đẩy lên nè, phao đẩy lên thì đưa này xuống đó, cái này xuống thì đóng lại, nó đóng cái lỗ này lại, lỗ này kín đó. Thì khi mình phao xuống này thì nó dở lên, nó dở này xuống lên thì nó sẽ chảy nước vào đó, nguyên lý nó như vậy thôi. Mình hiểu nguyên lý của nó thì mình xử lý nó rất là dễ. Hiện tại cái này của nhóm của mình đó, thì nó bị mất hết lớp lớp tròn nè, nó lâu quá lại hóa nè, đây này có ở trên này có một lớp cao su nè, lâu quá nó lại hóa thì bây giờ đóng không kín nữa đó, nó không kín nữa thì bây giờ mình xử lý nó bằng cách nào thì nó cũng đơn giản. Mọi người kiếm một cái miếng nhựa này nè, miếng nhựa hoặc là miếng cao su, miếng nhựa hoặc miếng cao su, mọi người cắt nó bằng cái miếng này đi đó, cắt cắt làm dấu bằng cái miếng này, bằng cái lỗ này, miếng nhựa hoặc miếng cao su mình đó, tốt nhất là miếng cao su cũng có một cái ruột xe mọi người ha, đó cái ruột xe đó. Mọi người cắt nhỏ lại, cắt nhỏ để mục đích làm gì, khi mà nó vào đây thì nó bịt cái lỗ này nè, đóng cái lỗ này lại, đóng cái lỗ kín này lại thì nó không sẽ không vào thôi, hình thức nó là như vậy. Nguyên lý của hoạt động thì nó, tại vì cái đây giữa cái thằng này, giữa cái thằng này với thằng này nó còn một lỗ hở nè, do cái miếng này nó bị oxy hóa, miếng ron miếng
miếng nhựa nè, thì nó sẽ mất cái miếng nhựa rồi, thì bây giờ là nó sẽ chảy, nó sẽ chảy nước ra bằng cái những lỗ nhỏ đó. Thì mình sẽ cắt một miếng nhựa, miếng cao su mình đệm nó vào. Này hình thức là chống cháy cũng như là mình sử dụng luôn cũng được. Rồi khi mà mình định vị xong, mình dùng một cái keo 502 mình đã mình dán lại, một là keo 502, còn để mình định vị nó lại, mình dùng keo 502 để mình định vị ra cái miếng này nó khỏi rớt nè, nó khỏi bung ra ngoài thôi. Rồi mình khi mình dán để cho nó dính, cho dính cứng lại này lại. Rồi khi mà nó đã dính cứng rồi thì mình cắt cho nó tròn lại rồi ha, cắt cho nó tròn, bo lại cho tròn cái đẹp. Rồi đó, bây giờ bo là tròn rồi đúng không mọi người ha. Rồi bây giờ mình bước tiếp theo thì mình lắp nó vào thôi, mình cho nó vào vào đây rồi mình canh nó nè. Ở đây có một cái chỗ là mình canh nó để cho đây cái đường rãnh nè, rãnh trong mình thấy không đó, cái rãnh trong nè đó, nó lại cái thằng này để mình định vị đó. Rồi mình đưa nó vào đây, rồi mình đưa nó vào, mình vặn lại thôi. Rồi bây giờ mình nào đó, bây giờ như vậy được không? Rồi bây giờ mình thử nè, mình bỏ nước và mình thử nha mọi người ha, mình thử coi thế nào. Thì bây giờ mình đã bạn xong rồi mọi người ha, đó bây giờ mình mở nước nè, đó bây giờ nước nó chảy nè. Mình kéo vào nè, mình kéo xíu nha, nó chảy hơi lâu rồi, nó đang chảy vào và nâng dần dần nó cao lên nè. Như vậy là xong rồi mọi người ha. Rồi này đóng phao nè, thấy không, đặt phao đóng rồi nè mọi người, thấy không, khô rang rồi thấy chưa đó. Đó giờ mọi người thấy không, đóng phao nè, giờ mọi người thấy không nè, chảy nè đó, nó sẽ đóng rồi nè. Thì nó đóng mức của nó, nước của nó là nằm ở đây, nó không trào lên nữa, nó không chảy nữa, nó không chảy vào nữa thì nó không đào nữa, mọi người thấy không, đè xuống nè, chảy nè, thống nè, thấy không mọi người không đó. Đó rồi tuyệt đối luôn mọi người ha. Đó nước nó chỉ nằm dưới này nè, nó chỉ nằm dưới cái ống sông xe tràn của nó thôi. Nếu mà nó chảy cứ chảy trên đỉnh miết thì nó sẽ qua ống xe tràn nó, thì khi mà qua ống xe tràn thì nó chảy sẽ chảy xuống bồn cầu của mình liên tục như vậy. Tại mục đích của ống sẽ tràn là để trường hợp cái này nó phao là hư thì nó luôn sẽ tràn để chảy xuống hoàn cầu đó, mục đích của thằng thể tràn sẽ tràn nó như vậy. Thì bây giờ mình sẽ làm xong hết rồi đó, đóng kín luôn. Thì bây giờ mọi người thấy không nè, mọi người thấy không, khô luôn thấy không, mọi người thấy không, nó không còn một hộp nước luôn, không còn một hộp cạn lại cạn nữa. Giờ mọi người thấy không,
đó, không còn một xíu nào nữa, chỉ mình cần một cái mẹo nhỏ nhỏ của mình để mình dùng. Cái này mình dùng để mình dùng luôn cũng được mọi người ha, đó mình dùng luôn cũng được, còn không cần phải tốn tiền, tốn hết 90, chẳng 90 hoặc 100 ngàn để mình thay. Tuy nó 100 ngàn nó nhỏ nhưng mà là mình tận dụng được, tại vì nó không có hư nhiều nặng nên mình tận dụng được, mình cứ dùng mọi người ha, rất tuyệt vời. Nó không có một cột, không có một cột nước lăn tăn, tại vì nó không quay xéo ống xéo tràng nữa, thì nó tuyệt đối được kín luôn mọi người ha. Đó nó chỉ vậy thôi, nó chỉ một cái đơn giản như vậy thôi đó, mình hiểu cái nguyên lý của nó như vậy thì nó sẽ mình sẽ làm được triệt để của nó. Rồi video của mình đến đây là hết, xin thân ái chào tạm biệt mọi người. Mọi người thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ kênh mình cho mọi người. Bye bye.